chào quý vị và các bạn. Hôm nay 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm 2018, cũng là ngày thứ 3 liên tiếp của đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch. Thời tiết ở các tỉnh miền Bắc vẫn chìm trong đợt rét đậm rét hại kéo dài, nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi trong ngày cuối năm. Dự báo sang những ngày đầu năm mới, thời tiết khu vực miền Bắc sẽ chủ đạo là trạng thái rét khô khi nằm trọn trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Các hình thế gây mưa suy yếu nhanh nên cảm giác rét buốt so với những ngày cuối tháng 12 sẽ giảm đáng kể. Nền nhiệt có xu hướng tăng tuyến tính, mỗi ngày tăng lên khoảng trên dưới 2 độ. Tuy nhiên, cao nhất trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng từ 14 tới 17 độ. Nhìn chung, rét đậm, rét hại vẫn còn tiếp diễn. Thậm chí vào đêm và sáng, mức nhiệt sẽ ở ngưỡng là từ 10 cho tới 13 độ, vùng núi là từ 9 cho tới 10 độ, và vùng núi cao vẫn có nơi dưới 9 độ. Đây là những mức nhiệt có thể tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, quý vị cần chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Tại khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trời rét, với biên độ nhiệt ngày đêm chỉ dao động trong khoảng từ 12 cho tới 17 độ. Đi tiếp về phía Nam, tình hình mưa lũ tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ là vấn đề đáng lưu ý trong những ngày gần đây. Mưa lớn sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 50mm trong 24 giờ. Vùng trọng tâm mưa chính tập trung tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm trong 24 giờ. Sau đó, mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 3, mùng 4 tháng 1 năm 2019. Về tình hình nhiệt độ, do có mưa nhiều và tác động của khối không khí lạnh phía Bắc, nên nhiệt độ ở các tỉnh Trung Trung Bộ phổ biến dưới 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ cũng chỉ từ 25 cho tới 28 độ. Nhìn chung, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong 3 ngày đầu tháng 1 năm 2019 sẽ liên tiếp có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đặc biệt là tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ có những điểm mưa dông lượng khá. Trong cơn dông cần đề phòng với sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ tại đây cũng không có điều kiện tăng cao, vẫn ở mức thấp. Như tại khu vực Tây Nguyên, cao nhất vào trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng 25 đến 28 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng dưới 30 độ, thời tiết mát mẻ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay 31 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, bao gồm cả huyện đảo Phú Quý và phía tây của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Như vậy, Bắc Bộ sẽ khô ráo trở lại và nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại trong 3 ngày tới. Trung Bộ có mưa diện rộng, tập trung ở Trung và Nam Trung Bộ. Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 31 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!